Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xem xét thành lập thêm các hãng hàng không trong tình hình mới. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc lập hãng mới lùi lại sau năm 2022. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc ra soát, xem xét hoặc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về các kiến nghị của mình trong việc bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành hàng không. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không cánh diều, căn cứ kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án này.